Chào các bạn đã đến với video và các bài tập hướng dẫn của Đại Kỳ Bang. Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bài tập liên quan đến tác dụng làm săn chắc cơ bụng và giảm cân. Thì chúng ta cùng bắt đầu vào buổi tập ngày hôm nay. Người bạn đứng lên, hai chân bước rộng bằng vai, hai bàn chân song song với nhau. Hít vào hai tay đan, thở ra vươn căng lòng bàn tay lên trần. Giữ tư thế, hít thở chậm, có thể nhắm mắt lại. Lưu ý khi nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ vùng trán, đẩy nhịp lên. Mỗi lần thở ra, chúng ta đẩy căng lòng bàn tay một chút. Hít thở chậm, đẩy căng bàn tay. Hít vào chùng tay, thở ra hạ tay xuống. Hít vào hai tay đan lại sau lưng, thở ra đẩy ngực về trước, hơi nâng cằm lên một chút, nắm tay lại, giữ tư thế. Với động tác này chúng ta không cần phải hít quá sâu, hít chậm là được. Mỗi lần thở ra, cố đẩy căng lồng ngực về phía trước, ép chặt vai lại. Từ từ buông tay, hạ xuống. Tư thế tiếp theo, tư thế nghiêng mình. Động tác này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Lưu ý thực hiện đúng theo nhịp hô. Nếu các bạn cảm thấy mỏi, có thể dừng lại. Nghỉ trong một nhịp, sau đó chúng ta thực hiện tiếp luôn, chứ đừng nghỉ quá lâu nhé. Hai bàn chân tiếp tục giữ rộng bằng vai, bắt đầu hít vào hai tay vươn lên đan lại, đẩy ngực lên, thật ra nghiêng người sang bên trái. Tùy thuộc độ dẻo của mỗi bạn, chúng ta nghiêng xa hoặc ít, đẩy hết hông phần hông sang bên phải, gồng siết cơ bụng đứng lên. Giữ nguyên, hít vào, thở ra nghiêng sang bên phải. Chúng ta quan sát khoảng cách giữa bắp tay bên trên và bên dưới với mang tay là đều nhau. Gồng cơ bụng lại đứng lên. Lặp lại, chúng ta lặp lại trong 6 vòng. Hít vào, thở ra nghiêng trái. Gồng cơ bụng đứng lên. Hít vào, thở ra nghiêng bên phải. Gồng cơ bụng đứng lên. Hít vào, đẩy ngược lên, chuyển tay đừng trùng, thở ra nghiêng bên trái. Gồng cơ bụng đứng lên. Hít vào, vươn tay, thở ra nghiêng bên phải. Gồng cơ bụng đứng lên. Hít vào, ba vòng nữa, thở ra nghiêng bên trái. Gồng cơ bụng rồi mới đứng lên. Chú ý phải gồng cơ bụng xong mới di chuyển. Hít vào, tay vươn, thở ra nghiêng phải. Lúc hay gặp chúng ta là bị cúi gập người xuống như này, lưu ý nhé, cố xoay ở xoay ngang rồi. Gồng bụng nâng lên, hít vào, thở ra nghiêng trái. Gồng bụng đứng lên, hít vào, vươn tay, thở ra nghiêng phải. Gồng bụng đứng lên, cố gắng vòng cuối. Hít vào, đẩy ngược lên, giữ thẳng tay, thở ra nghiêng trái. Đứng lên, nốt bên. Hít vào, đẩy ngược lên, thở ra nghiêng bên phải. Gồng cơ bụng đứng lên, hạ tay xuống. Chúng ta thả lỏng tay chút,
Tại vì nhiều bạn khi mà chúng ta nghiêng ấy, chúng ta gồng quá nhiều phần cổ và tay thì sẽ bị mỏi tay. Thì nếu các bạn thực hiện thì có thể thả lỏng mát mát tay một cái một chút là được. Tiếp tục bước về đầu thẳng. Hít vào hai tay vươn lên. Tư thế càng duỗi. Thật ra vươn dài người về trước, gập người xuống. Hai tay chúng ta nắm lấy cổ chân. Chú ý duỗi dài lên nhiều nhất có thể. Động tác này có thể nhắm mắt lại và hít thở chậm lại. Hít thở chậm là như nào? Mình cố gắng làm sao trong khoảng khi mình hít vào trong khoảng từ 7 đến 8 giây và mình thở ra là nhiều hơn nhé. Và mỗi lần thở ra thì các bạn duỗi dài lưng thêm một chút. Đừng bị cong chân như này và đừng bị gù lưng. Chú ý. Hít thở chậm, dài hơi. Mỗi lần thở ra thì chúng ta chìm sâu xuống một chút. Chìm sâu xuống một chút. Hít sâu một hơi. Ra buông tay. Tổ hợp tiếp theo sẽ lặp lại liên tục. Cố gắng duy trì siết cơ bụng và cơ đùi. Tổ hợp hệ tấm ván thì con rắn và thể chó với mình. Hít vào chống tay xuống hàm. Bước lùi lại tư thế tấm ván. Các bạn gồng chắc cánh tay, gồng chắc cơ bụng. Thật ra hà vóc lưng tư thế con rắn. Đẩy ngược lên. Hít vào gập đầu lại. Tư thế chó duy mình. Siết cơ bụng lại, siết lại. Đẩy cao mông. Thật ra nhấn vai xuống. Lặp lại, chúng ta thực hiện 3 vòng. Hít vào tấm ván. Thở, hà vóc lưng, đẩy ngược lên. Hít vào, gập lại. Thật ra thì chó giữ mình. Giữ căng cánh tay. Nếu ai đau chân chúng ta có thể tiễn chân lên. Tập trung vào phần vai, giữ các căng vai. Một lần nữa, hít vào tấm ván. Thở, hà vóc lưng, đẩy ngược lên, tư thế con rắn. Hít vào một lần. Thật ra thì chó dưới mình. Chúng ta sẽ giữ tư thế tấm ván trong 30 giây. Hít vào một tấm ván. Thật ra giữ. Các động tác như này gọi là tư thế plank. Chúng ta giữ cơ thể mình trên một mặt phẳng ngang. Như vậy cần rất nhiều cơ đùi và cơ bụng phải tham gia hoạt động. Cánh tay, động tác liên quan đến trụ lực như này thì cánh tay chúng ta phải vuông góc với sàn, lưu ý nhé. Đừng sụt vai như này, đừng võng lưng như này. Chú ý, căng chân, siết bụng và siết cơ đùi lại. Trong quá trình giữ thì có thể hít thở gấp một chút trong các động tác thể lực. Hạ gối, nằm xuống. Động tác tiếp theo sẽ tác động vào phần cơ lưng sau và cơ đùi. Đó là tư thế châu chấu. Chúng ta thực hiện 6 vòng. Hai tay theo nhảy đặt dưới trán. Ngón tay chạm kiểu tay của nhau. Hai chân trụ chậm. Bắt đầu. Hít vào. Nén thở. Nâng cao tay và nâng cao chân lên. Tay vẫn chạm vào trán. Nhìn về phía trước. Giữ căng mũi chân. Hà xuống, thở ra. Lặp lại. Hít vào đầy hơi. Nén thở, nâng tay, nâng chân lên. Hít cao cổ tay lên. Hà xuống, thở ra. Cố gắng tiếp tục. Chú ý, hít thật đầy hơi mới có sức để nâng cơ động tác thể lực như vậy nhé. Hít vào. Nén thở, gồng bụng, nâng tay. À, chúng ta cố gắng nhìn về trước. Hà xuống, thở ra. 3 vòng nữa. Hít vào, nén thở, nâng lên, cao lên, cao lên, hạ xuống, thở, hai vòng, hít vào, nâng tay, nâng chân, nhìn về trước, hạ xuống, thở, lực cuối, trụ sát chân, hít vào, nén thở, nâng người lên, cao lên, cao lên, hạ
Hạ xuống thôi. Nằm xuống, hít thở sâu vài hơi. Rồi tiếp tục kéo sâu bàn tay xuống, tư thế gông rắn. Hít vào, thở ra đẩy lên, tư thế gông rắn. Giữ căng chân đẩy ngược lên. Hít vào một lần này, tư thế chó duỗi mình. Ra nhấn vai xuống. Hạ hai gối xuống hầm, chúng ta ngồi dậy. Tư thế lạc đà, tư thế tiếp theo. Tư thế lạc đà này sẽ tác động vào phần cơ đùi và cơ bụng. Nó khác tư thế lạc đà chúng ta thường dùng, đó là kéo giãn phần lưng. Còn trong biến thể này sẽ tập trung vào phần thể lực, đó là săn cơ, đặc biệt là cơ bụng. Chúng ta quan sát cái việc bàn chân dừng lên, hai chân song song rồi bằng vai, hai tay chạm mang tay, cúi đầu xuống. Các bạn để ý toàn bộ phần thân đùi và phần thân chúng ta thẳng một đường. Trong quá trình di chuyển động tác, chúng ta luôn giữ cái đường thẳng này, chứ không muốn cong, không muốn cong nhé. Chuẩn bị, hít vào đầy hơi, nén thở siết cung lại, ngả người về sau. Có thể quan sát người vẫn giữ thẳng, giữ một vài giây, nâng lên thở ra. Bước sai hay gặp khi mà chúng ta thực hiện bài thể lực liên quan tới đùi, cơ bụng trong biến thể lạc đà, đó là các bạn cuốn cong này. Đấy. Như vậy là sai nhé. Và để lặp lại, hít vào, gồng bụng, nén thở, siết cơ bụng, ngả về sau. Thế chúng ta sờ thì cơ bụng rất là rắn này, cơ bụng rất là rắn. Nâng lên, thở ra, hiện 9 lần, còn 7 lần nữa. Bắt đầu, hít vào, ngả sau, cũng chắc đấy. Nâng lên, thở, hít vào, nén thở ngả sau, nâng lên, hít vào, cúi sát đầu xuống, ngả sau, nâng lên, hít vào, nén thở ngả về sau, gồng bụng gồng bụng gồng bụng, nâng lên, ba vòng nữa, hít vào, gồng cơ bụng ngả về sau. Nâng lên, hít vào, gồng bụng ngả về sau. Nâng lên, đang cố gắng hai lần thôi. Hít vào, cúi sát đầu xuống, ngả về sau, nén thở, nâng lên, lần cuối, hít vào, siết mạnh cơ bụng, ngả xa, nâng lên thôi. Chúng ta hít thở sâu vài hơi. Và các bạn trải thảm ra, giữ thẳng hai chân về phía trước, giữ căng mũi chân, tư thế căng rốt phía tây, một số nơi có thể tên gọi khác nhé. Giữ thẳng lưng, thẳng mũi chân, thẳng đầu gối, hít vào hai tay vươn lên, nhấc cao vai, thật ra vươn dài người về trước, chạm tay xuống thẳng. Các bạn nhắm mắt lại, hít thở trở lại. Mỗi lần thở ra, chúng ta lân tay về trước một chút. Một chút nhé. Nếu cảm thấy cái chân mình rất là đau thì chúng ta không lân lên nữa mà giữ nguyên. Khi nhắm mắt, hãy nghĩ đến vùng trán, thả lỏng vùng trán. Các động tác kéo giãn rất là quan trọng cho cái nhịp thở. Nếu chúng ta đào hơi thở và hơi thở gấp, nó sẽ tạo ra sức ép cho cơ thể và thực hiện động tác rất là đau. Mỗi lần thở, lân tay từ từ, lân tay từ từ. Khi thở ra, chúng ta giữ nguyên, không di chuyển. Chỉ đợi khi mà chúng ta hít vào là chúng ta giữ nguyên, không di chuyển. Còn khi thở ra thì các bạn lân tay. Và cứ như vậy liên tục, một cơ thể, một cấu trúc chân và lưng được gọi là bình thường. Và trong động tác này chúng ta cũng kiểm tra sức khỏe của cơ thể mình bằng cách
đó là nếu mà tay mình, cổ tay mà về tới ngón chân thì nghĩa là thể hiện toàn bộ cấu trúc của chân và lưng của bạn là tương đối bình thường, rất là khỏe. Còn nếu mà tay chúng ta không thể với tới thì nghĩa là các bạn phải quan trọng hơn là cố gắng tập luyện nhiều hơn các nhóm cơ chân và lưng của mình. Lưng của bạn có thể đã gặp một số vấn đề liên quan thoái hóa hoặc là thoái hóa nhẹ thì lưu ý như vậy. Tôi hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy, thở ra. Chúng ta co hai chân và nằm xuống. Tư thế kích cầu với hai bàn chân song song rộng bằng vai, tay chạm vào mắt cá chân. Đây cũng là cũng động tác tác động vào phần cơ đùi và cơ bụng. Chúng ta thực hiện trong 6 lần theo nhịp hô. Bắt đầu, hít vào, nâng cao mông lên, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, hơi ép cuối vào trong một chút. Chúng ta có thể cảm nhận toàn bộ phần cơ đùi giãn lại, siết rất là căng, và cơ bụng nếu đẩy cao cũng sẽ giãn lại. Hạ xuống, thở ra. Chú ý các bạn chỉnh bàn chân song song nhé. Nếu mà chân chúng ta bị vê ra bên ngoài thì khi mình ép vào trong không hiệu quả. Tập lại, hít vào, nén thở, nâng cao mông, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, ép gối vào trong, hạ xuống, thở ra. 3 lần nữa, hít vào, nén thở, nâng lên, đẩy cao lên, hạ xuống, thở, 2 vòng cuối. Hít vào, nén thở, nâng lên, đẩy cao, đẩy cao, hạ xuống, thở ra, lượt cuối, cố gắng đẩy cao. Hít vào sâu, nâng lên, hạ xuống, thở, hơi, giữ nguyên, hít thở sâu, hít thở trầm. Các bạn rút thẳng hai chân, rút thẳng mũi chân, hít vào tay ra này. Thật ra chúng ta giữ căng tay về sau, căng cả mũi chân. Buông tay, hạ xuống. Chúng ta thư giãn một chút, co chân phải lên, nằm nghiêng người sang bên trái, tay trái đặt lên gối phải, đầu xoay sang bên phải, tay phải ra ngang, lòng bàn tay ở lên trên, thả lỏng bàn tay. Sau các bài tập chúng ta tác động phần cơ bụng, thì tuy nhiên khi cơ bụng chúng ta yếu thì sẽ có rất nhiều lực, cái trọng lượng cơ thể chúng ta đấy nó sẽ bị dồn rất nhiều vào cái phần sống lưng. Đó là lý do tại sao mà các bạn mà yếu phần cơ bụng thì đồng thời cũng hay bị gặp các vấn đề liên quan đến phần lưng như là thoái hóa các vị. Các bạn thể để ý quan sát nhé. Hầu hết những người mà phần bụng to hoặc là chúng ta nhiều mỡ thì cái cơ lưng cũng rất là yếu. Chính vì vậy mà trong quá trình mà mình tập các bài cơ bụng ấy thì không phải nhiều bạn sẽ không siết được quá nhiều phần cơ bụng, nhưng không thể giữ được tối đa cái trọng lượng cơ thể nó dồn vào phần cơ. Như vậy một phần trọng lượng sẽ bị dồn vào thắt lưng. Như vậy khi mà mình tập các bài cơ bụng thì mình hay bị mỏi phần cơ lưng, mỏi phần sống lưng. Như vậy kết thúc buổi tập thì bạn thả lỏng thư giãn phần lưng ra. Chứ không thì chúng ta quay sở lại trong buổi tập, chúng ta kết thúc buổi tập thì về nhà sẽ thấy rất là mỏi, khó chịu. Vậy cuối mỗi buổi tập chúng ta dành thời gian một vài ít phút để thư giãn. Sau đổi bên, chân trái co lên, tay phải giữ gối trái, đầu xoay sang bên trái. Các động tác vặn đa phần là các động tác mục đích liên quan đến thư giãn là chính. Và khi chúng ta vặn là để ý vặn vào các sống lưng, ứng ngược lên, thả lỏng bàn tay, thả lỏng bàn chân để cơ thể thoải mái nhất, nhiều nhất có thể. Nếu ở nhà thì mình có thể bật thêm một ít nhạc cho du dương thì các bạn tập sẽ hiệu quả hơn. Rồi, chúng ta nằm nghiêng hàm sang bên phải và ngồi dậy. Vừa rồi là kết thúc một bài với các cái chuỗi động tác liên quan tập cơ bụng một cách nhẹ nhàng. Thì tùy vào thể lực của mỗi bạn, các bạn có thể tăng cường độ lên. Ví dụ các động tác như mình thì chúng ta có thể giữ thành 9 lần, thành 12 lần,
tùy theo cái sức khỏe của mình. Và nếu các bạn mà cảm thấy nó mình không đủ sức thì các bạn giảm độ căng đi. Và cảm ơn rất nhiều các bạn đã xem video clip, và chúng ta cùng chờ đợi đến các clip tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Làm một tế.